Chào mọi người nha. Nay mình lên bắt tô ong mặt. Ong mặt trên đó đó cao ứng lắm. Cây này cũng lớn. Trèo lên cũng hơi chua chua. Cây gáo ong ong bự quá. Đó, tô ong trên nè. Tô ong bự lắm nha. Người thấy tô ong chưa? Tô ong bành kia á. Đâu phải gọi cái. Nó phải gọi cái mình lên. Tô ong khủng lồ luôn nha. Tông quá. Quá sẽ là bự luôn. Kinh dị luôn á. Bữa nay là không có đi thăm bí rắn nha. Mà đang đi bắt ong. Đi tham quan. Chào tận hưởng những tổ ong lớn. Đây. Ông quá khủng luôn. Còn xem tổ ong bự quá lớn. Đó. Khủng không? Kinh khủng luôn ạ. Đó. Đó. Khá là to. Quá bự luôn rồi. Ôi ôi. Nó bằng chiếc chiếu ạ. Quá trời luôn. Ôi kinh dị luôn. Quá khá mọi người ơi. Nè. Ôi ôi nó bự. Kinh luôn á. Quá rồi. Mặt rồi. Quá rồi. Nghe cũng được, ok, thấy cũng bộn bộn. Ừ, nó to bự thiệt, khá là to luôn. Mình để nhánh cây mình máy cái gậu lên. Quá trời lá lú luôn. Đây. Con bự đây. Đó, mặt đây. Kinh dị không? Mình sẽ bắt đây nha. Rồi mình sửa tổ ong rất đẹp kìa. Vậy là ok đó, khỏi chê luôn nha.
Wow. Tố ông này mà khoảng chừng tháng 10 là mặt ok. Tháng 10 là lấy 60 lít nha. Tại cái này nó ít. Hả? Cũng được chứ không nên nổi nhiều. Rồi xong rồi. Thôi xong rồi ra mình xuống nha. Đi xuống đây. Khó kẹt thở luôn ạ. Chỗ này đợt sau là bắt khá nha, không tệ đâu nha, đợt này nó vậy đó, đợt sau nó mới nhiều. Cây quá bự, khó trèo nữa. Xuống từ từ vậy. Hả? Có sữa lây im luôn á. Hả? Nó hơi xẹp, mặt hơi xẹp. Đấy, chúc em cho số vậy. Anh có lấy thằng con không? Được mớ nè. Được. Có bạn sớm đi. Lấy không? Em lấy cho. Ha. Cầm máy, cầm máy. Để thùng đó đi, để thùng đi. Nó tôi thổi rồi. Tôi lấy đồ mới được. Ủi bớt cả mới được. Mặt ít. Rồi tắt cái đây mặt này ôi cái nóng này rồi cầm đi cầm rồi vô khúc ông thứ 200 ngày nha mọi người cầm 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 khó luôn ha làm cầm cây thôi đấy rồi đi đó. Vô vô vô
ăn này được nhúm này rồi. Giờ được thêm miếng nữa. Cũng hết coi. Ổ bự mà mặt hết. Nó bị gì nữa không? Chắc hôm nay chắc bị mưa. Cả 20 ngày vậy. Nó mùng đi con số, mùng 6, mùng 7 vậy đó, con số. Mùng 6, mùng 7 con số. Ghê vậy? Rồi, thôi tạm biệt mọi người nha.